Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Phú Thọ khắc phục sự cố tại công ty trách nhiệm hữu hạn Desang Việt Nam. Nâng cao vai trò của hợp tác xã trong phát triển thương hiệu nông sản tại Tuyên Quang. Độc đáo chợ lợn Cáp Nách San Thàng Lai Châu. Dự báo thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở những phút cuối chương trình. Trước hết là phần tin mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến sự cố lao động đặc biệt nghiêm trọng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Desang Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có văn bản yêu cầu tăng cường quản lý về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, các cơ quan liên quan và công ty trách nhiệm hữu hạn Desang Việt Nam khẩn trương chỉ đạo khắc phục sự cố và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân. Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan. Yêu cầu các lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra việc quản lý các loại máy thiết bị, vật tư, chất thải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê tổ chức chương trình tặng quà tri ân các thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang và lãnh đạo huyện Bắc Mê đã trao lợn giống cho 28 hộ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Yên Phú và xã Yên Cường. Đây là nguồn động viên cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp các hộ có thêm nguồn sinh kế, tăng thu nhập, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Theo kế hoạch, Hội chữ thập đỏ tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê sẽ tổ chức trao tặng 200 con lợn giống trị giá 150 triệu đồng cho 100 hộ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Mê, động viên các cựu chiến binh tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống. Bước vào mùa mưa lũ, ngành giao thông vận tải tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường. Hiện trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của tỉnh Điện Biên đã xảy ra sạt sụt ta luy dương với khối lượng ước tính khoảng gần 227.000 mét khối, ách tắc cống rãnh dọc trên 13.600 mét khối, hư hỏng 44 cầu cống. Một số vị trí thiệt hại khối lượng lớn gây ách tắc giao thông như km 436 cộng 250 trên quốc lộ 6, km 15 cộng 900 tuyến tỉnh lộ 144. Ước tính thiệt hại khoảng trên 41 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên đã phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thực hiện phân luồng giao thông từ xa, lắp đặt biển báo, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm, huy động nhân lực, máy móc tập trung khắc phục sự cố, sạt lở, ngập úng, đảm bảo phương tiện lưu thông thông suốt. Hiện huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có 7.430 hectare nhãn, diện tích cho thu hoạch khoảng 6.000 hectare, sản lượng năm 2022 ước đạt 60.000 tấn. Trong đó có khoảng 300 hectare nhãn chín sớm đã được thu hoạch xong với sản lượng gần 2.000 tấn. Với giá bán trung bình từ 30 đến 35.000 đồng một kg, cây nhãn chín sớm đã và đang đem lại thu nhập cao cho người trồng nhãn. Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tuyên truyền các hợp tác xã và các hộ thực hiện tốt việc sản xuất theo quy trình Việt Gáp, tích cực đẩy mạnh công tác, quảng bá, xúc tiến thương mại, tìm kiếm doanh nghiệp, công ty có uy tín đến đầu tư thu mua. Toàn huyện dự kiến sẽ xuất khẩu 5.305 tấn sản phẩm nhãn trong năm nay, trong đó 1.630 tấn nhãn quả tươi, 3.675 tấn long nhãn sang thị trường các nước Trung Quốc, Úc, EU, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, còn lại là tiêu thụ trong nước. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng phát triển thương hiệu cho nông sản là một trong những giải pháp được tỉnh Tuyên Quang tích cực triển khai thực hiện, trong đó có sự đóng góp quan trọng của hợp tác xã, chủ thể kinh tế cốt lõi để phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Chè Ngọc Thúy là thương hiệu đặc trưng của hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đây cũng là một trong những sản phẩm OCOP đạt 4 sao trên địa bàn. Những sản phẩm chè đặc sản đã mang đến thành công nhất định cho hợp tác xã này. Và cái này nó cũng là sản phẩm mới, cũng là một cái lợi thế cho hợp tác xã để phát triển cái sản phẩm đó. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cải tiến các mẫu mã, và trong quá trình sản xuất thì cũng
rất chú trọng vào cái công nghệ sản xuất, nâng cao cái thay đổi cái máy móc thiết bị. Hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung là một trong những mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu tại huyện Sơn Dương. Được thành lập từ năm 2018, với hoạt động dịch vụ chủ yếu là chăn nuôi lợn sinh sản, lợn thương phẩm, chế biến các sản phẩm từ thịt lợn, giới thiệu và bán các mặt hàng nông sản đặc trưng, đặc sản của tỉnh Tuyên Quang và các vùng miền. Hướng đi mới của mô hình kinh tế tập thể này chính là xây dựng sản phẩm đặc trưng, thịt lợn, thảo dược với quy trình sản xuất sạch từ trang trại đến bàn ăn. Bản thân tôi xây dựng một kế hoạch làm ra một cái sản phẩm gì đó lợn khác biệt, tức là chăn nuôi lợn thảo dược để đẩy độc tố nấm mốc cũng như là bài thải thức ăn chăn nuôi trong con lợn, nhưng đặc biệt nó tạo ra một cái sản phẩm là mùi thơm mà mỡ giòn thịt ngọt, đó là một sản phẩm đặc trưng mà đưa ra thị trường thành phố Tuyên Quang cũng như là thành phố Hà Nội và thành phố Việt Trì, và người ta cũng đánh giá rất là cao. Tỉnh Tuyên Quang hiện có 130 sản phẩm đạt 3 sao OCOP trở lên, trong đó các chủ thể đông đảo chính là hợp tác xã. Điều này đã phần nào khẳng định vai trò tích cực của mô hình kinh tế này trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho nông sản địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, nếu có dịp đến với chợ phiên San Thàng, thành phố Lai Châu vào thứ Năm hoặc Chủ nhật hàng tuần, du khách sẽ rất thích thú trước những khung cảnh người dân bày bán những con lợn cắp nách tại đây. Khu bán lợn là một cái sân nhỏ trong chợ phiên San Thàng. Mỗi tuần chỉ có 2 phiên là thứ Năm và Chủ nhật. Mỗi phiên chợ có khoảng 50 người, chủ yếu là dân tộc Mông mang lợn tới bán, với giá trung bình từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng một con. Điều độc đáo là người mua ít trả giá. Lợn thì hôm nay mang 10 con, chỉ bán 13 con. Thế là lợn thì đi vào bảng mà mua thôi. Đi vào bảng người dân mua, xong là đi ra chợ bán. Mới tròn thì đi thì phải 6-7 con, 6-7 con. Thì chọn lúc thì bán được 3-4 con, lúc thì bán được cả 6-7 con. Lợn cắp nách là loại lợn đặc sản có nhiều ở vùng cao, đặc biệt là Lai Châu. Loại lợn này của người dân tộc thiểu số vùng cao như Mông, Thái, Dao, nuôi chủ yếu là chăn thả tự nhiên. Vì thế lợn rất chậm lớn, trung bình chỉ từ 10 đến 15 kg, còn to cũng chỉ tầm 20 kg một con. Lợn đây thì cũng anh em bán cũng giá cả cũng hợp lý thôi. Cũng lợn đây được cũng để thường xuyên mua lợn đây, anh mua lợn đây để cho bà con tiêu thụ nhiều. Đối với người dân Lai Châu, chợ phiên không chỉ là nơi mua bán trao đổi hàng hóa mà còn là nơi hội tụ, nơi gặp gỡ và giao lưu của đồng bào các dân tộc sinh sống quanh vùng, góp phần gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Thông tin thời tiết các tỉnh trong khu vực đêm 22 ngày 23 tháng 7 năm 2022. Tỉnh Lào Cai có mây, ngày và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tỉnh Lai Châu có mây, ngày và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Tỉnh Điện Biên có mây, ngày và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tỉnh Sơn La có mây, ngày và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tỉnh Yên Bái, ngày có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Tỉnh Hà Giang có mây, ngày và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tỉnh Tuyên Quang có mây, ngày và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tỉnh Phú Thọ có mây, ngày và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.